ra đi. Đi. Đi nào. Đi ra đi. Ngoan nữa. Ra nào. Đi đi. Ra đi. Ra đi. Ra, 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 ra. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra đi. Cạt đau giờ. Đi ra đi. Ra, ra, ra. Ra đi. Nó sẽ cho em như mọi ngày. À vâng, được rồi em. Bốn. Mình không phải vỗ làm gì cả, nó ăn đầy đủ chất rồi. Em có phải người tên Phúc Phúc hay là người tên Vàng? Phú Thọ bây giờ khổ nhờ, tự nhiên lại bị một cái mắt. Dính ở đâu về? Dính ở đâu về mà tự nhiên tự yên thân lành nhờ? Phú Thọ có gì đâu. Không hề bị luôn. Bây giờ là từ Sài Gòn về. Không. Sài Gòn về cái gì? Không, cái vụ mà ở trường học làm gì phải Sài Gòn về đâu. Làm sao lấy đâu ra? Đâu ra mà tự dưng lại dính vào cái trường học nó cái đau chứ. À, ông em vẫn xuống chỗ nọ ạ? Ơ, xuống rồi à? Xuống chỗ cũ à? À. Ơ, vào đến chỗ cũ không? Chắc thì xuống chỗ Sơn Dương thôi. Sao lại anh không bảo mà anh không gửi cái đường chưa kịp rồi, chưa thấy alo, có biết có xuống không em không? Vâng. Tưởng đi rồi gọi. Và chắc là có rồi thì xuống gần nơi gọi, chả thấy gọi chưa. Nụ hiệu rất là ngon tươi. Non nhỏ ăn cái này vào là một người khỏe, hai người vui. Sao nhiều người nhiều người vui tươi thì máu cũng đỏ. Bây giờ nó ra khỏi đông rồi, nó bị ứa ra. Tăng cường sinh nhật. Thì ra là lại đi về nhà cũ, đi về chỗ cũ, phải cũ khổ.
lần sau là tôi gửi địa chỉ mới đi. Lần sau là biết rồi. Không, nhiều người đã ở trong anh đã quên nó gửi em làm cho nó không đi. Vâng. Gửi cái nét qua Zalo cái là ok mà. Vâng. Gửi cái định vị cái là định vị đấy là cái này. Cái này thì chị yên tâm. Cái ngày xưa cũng ngon. Ngày xưa đẹp ngon nhưng mà cái này còn nhỏ. Cái trước to. Cái trước to. To, cái viền to không phải là già đấy không? Mà cái hoàn là tùy vào cặp thôi. Cặp không thức đẹp chứ không phải là to mà là có cặp nhỏ, nó một dạng mà nó lại già hơn cả cân ấy. Đấy, nó cùng ngày thôi nhưng cơ bản là mình thu hoạch đấy. Cả mọi người, đây là Phật Nhân Hiền, non nớt, tươi ngon, bổ khỏe. Ăn vào một người khỏe, nhiều người vui. Ô mẹ con ra xem cái máy của mẹ nó có quay không con? Con xem nó có mám ở đâu nào không? Đâu vào cửa không? Phòng cái này nhiều lúc cũng anh thả cho mà con này. Chuẩn rồi đúng không con? Chuẩn rồi. Chưa kịp đóng nữa. Không, nó dã ra đây là nó rút được nỏ. Quay vào thì không quay đi gần hết rồi. Em rửa đỏ lư vào người ta. Không, có cần gì đâu, mình gánh cái phần này. Người ta nói bước này uống vô cũng bộ không lấy về cho tiếp lái xe pha mà uống. Nhớ chắc em nhá. Dạ. Nhắc lấy tí nhất chứ không quên lắm. Về mà pha mà. Ok Hoàng Vi Tiến nha, lấy về để phục vụ anh em. Chống dịch nha. Chống dịch. Và chống tình trạng yếu ớt nha. Tiến Hoàng Vi có làm đôi cặp không? Ngày ăn vào là một người khỏe nhiều người vui. Nguyễn Tất Thành nha. Em có làm cặp về cho mẹ bồi bổ không? Anh đang trong Nghệ An nhá, khu nhá. Rồi, đàn hiêu ở rừng. Nhìn thấy chưa cô? Nó làm cực kỳ hiêu về uống rượu thì để anh làm luôn chứ mà thì
vào nha. Anh có làm cặp về không? Cái này bổ dương. Ông nào có ông tẩy tài đi mua mà như thế này thì quảng cáo thì đẩy máy mà tốt. Bà Trang có làm cặp về cho anh Hải Le bồi bổ không? Cho khỏe không? Tưởng là cặp nhá. Đem về bồi bổ. Đó, làm giao thái nhá. Thời làm theo dựa theo tư bao công nhá. Không có gì. Chào anh Hùng Vít à. Anh làm cặp về bồi bổ. Em đang trong Nghệ An đây ạ. Bác cứ lấy đi, lo gì tiền. Em đem về cho lúc nào có đưa sau. Trong kia nó đang ngứa sừng.